Vâng, xin cảm ơn quý vị trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Chúng tôi tiếp xúc với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì qua những cái vấn đề nhân bản của Việt Nam, về vấn đề nhân bản, văn hóa, thông tin hay là chính trị xã hội của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Thì chương trình Văn hóa và Con người hôm nay chúng tôi đang đào sâu và trao đổi với tiến sĩ về những cái vấn đề mà ông vừa mới làm hiện nay. Thì trước đây thì chúng tôi có nhìn thấy ông có một cái buổi gây quỹ tại quận Cam này, vì vậy mà chúng tôi mới nắm được cái thông tin là ông có những cái chương trình mà quan tâm tới Việt Nam và quan tâm tới những vấn đề mà chúng ta quan tâm. Thì bây giờ thưa hỏi tiến sĩ, như tiến sĩ chưa trả lời, tức là cái vấn đề gần nhất là ông dự định sẽ làm gì? Trong cái chuyến đi này thì ông đến đây ngoài việc mà được Phiến Đan mời lên chương trình này thì ông có những cái công việc gì khác hay không? Và cái công việc của ông thì ông tha thiết là mong ước nó sẽ như thế nào? Dạ vâng, cái công việc ngay trước mắt là đi gặp những cái nhóm mà tôi đã biết là họ đã đóng góp rất nhiều cho đất nước từ bấy lâu nay. Có thể là công khai, có thể là âm thầm, để mà giải thích, trình bày cái công thức nhóm kết nghĩa. Bởi vì họ đã làm việc sẵn, họ đóng góp rất nhiều. Nhiều khi họ chỉ cần làm thêm cái này thôi mà nó đúng cách thì nó bắt đầu nó có sẵn những cái nhóm gọi là nhóm kinh nghiệm tiềm năng rồi. Bởi trong cộng đồng người Việt của mình có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, hội đồng hương, hội cựu học sinh Chu Văn An, trường Bưởi này kia, vân vân, rất nhiều. Thì mỗi một cái hội, một cái nhóm là nhà thờ, nhà chùa, hội thánh này kia, ban trị sự, các thánh thất đều có thể biến mình thành ra một cái hình thức là nhóm kết nghĩa. Và kết nghĩa ngay với những người mà đồng hương, đồng đạo với mình, mà đã có gắn bó và đã biết. Thành ra cái yếu tố niềm tin nó rất là quan trọng. Chúng tôi cần phải đổ rất nhiều thời gian trong từ giờ đến cuối năm 2018 để làm sao có được khoảng vài trăm cái nhóm kết nghĩa. Và rồi nếu mà cứ theo cái đà phát triển đấy thì nếu mà chúng ta đến năm 2020, cuối năm 2020 mà chúng ta 21 mà có được khoảng 1.000 nhóm kết nghĩa với lại 1.000 cộng đồng ở trong nước, giải khắp đất nước, thì bắt đầu cái đó mới tiến trình dân chủ hóa mà không thoái lui được nữa, bởi nó lan ra rất nhanh, thưa chị. Cái câu hỏi này phía Nam muốn được đặt ra với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Khi nãy giờ tiến sĩ nói rất nhiều với hai cái chữ kết nghĩa, thì cái mô hình này do tiến sĩ nghĩ ra hay là tiến sĩ có kết hợp với cái idea của một tổ chức nào hay là với một cá nhân nào để mà tiến sĩ nghĩ ra được cái điều này? Đi lùi lại thời gian thì năm 2010 chúng tôi viết cái quyển sách gọi là, lấy cái tên là Thông điệp hy vọng và trách nhiệm, để đưa ra một kế hoạch 10 năm để dân chủ hóa đất nước, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là 5 năm để mà cài vòng chế độ vào một cái thế mà họ đã cam kết và phải cam kết tôn trọng nhân quyền và bảo vệ nhân quyền, để đổi lại là những cái lợi ích về mậu dịch, về viện trợ, về quốc phòng này kia của thế giới tự do và đặc biệt của Hoa Kỳ. Và đến cuối năm ngoái là hoàn tất cái giai đoạn 1, là giai đoạn ép chế độ Cộng sản phải cam kết. Và cuối năm ngoái đã hoàn tất là vì Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua những cái đạo luật mà chế tài, tức trừng phạt, nếu như vi phạm cam kết, là chúng ta có được công cụ đầy đủ. Thì bắt đầu đầu năm nay là đi vận động để chúng ta khai thác cái lợi thế ấy để giúp cho những cái cộng đồng ở trong nước. Dựa trên cái gì? Năm 2010 cũng là năm mà chúng tôi bắt đầu can thiệp cho cái giáo sư Cồn Dầu. Và giáo sư Cồn Dầu chính là cái thí điểm của công thức này. Và sau khi mà áp dụng cái công thức này mà thực sự là hoàn toàn là do tình cờ, rồi tự mình theo cái nhịp độ thay đổi của tình thế thì mình cứ điều chỉnh dần đó, thành ra cuối cùng nó ra được một cái công thức là nhóm kết nghĩa. Và nó hiệu quả bởi vì giáo sư Cồn Dầu đến giờ này vẫn còn. Mặc dù có một chính sách đàn áp và cướp trắng sứ đạo rất là tàn bạo của một cái ông mà gọi như hung thần ở Việt Nam, là ông bí thư thành ủy Đà Nẵng là ông Nguyễn Bá Thanh, mà đã qua đời rồi. Đó là cái chuyện hy hữu chưa hề xảy ra. Và tôi bắt đầu áp dụng thử công thức đó với lại nhiều nơi khác thì cũng đều thấy có hiệu quả. Thì bắt đầu tôi mới hình thành ra một cái mô hình để mà áp dụng đồng đều khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Dĩ nhiên phải có sự uyển chuyển cho từng tình cảnh. Nhưng mà tình cờ là năm 2014 thì chúng tôi lại tiếp xúc được với lại những người đấu tranh từ Liên Xô cũ mà gốc Do Thái. Thì tôi mới thấy rằng họ đã có một cái công thức giống giống như vậy. Tức thời đó là người Nga mà gốc Do Thái đó, họ tẩy chay,
họ không chấp nhận ở lại bên Nga, họ đòi ra khỏi Nga, về lại Do Thái hoặc đi sang những quốc gia tự do như là Mỹ. Và Nga đã phải ký kết và cam kết với lại dân, với lại cái khối tự do ngoài này để mà ngưng cái cuộc mà chạy đua vũ trang mà Nga bị thua đó, thời Reagan đó, hay là chấp nhận cho những người Do Thái nếu muốn đi thì đi, thì Nga nghĩ là không sao hết. Mà ai dè rằng là hóa ra là người Do Thái nắm tất cả, không có làm cao cấp nhưng mà kỹ sư rồi bác sĩ rồi thì kiểm toán viên, tất cả cái guồng máy đó phải có người Do Thái, là bôi trơn. Bây giờ tự dưng tất cả khựng lại hết, ra Nga chặn không cho đi nữa, thì lập tức các người Do Thái bên này từng gia đình một lại kết nghĩa một gia đình trong nước, một hội sinh viên Do Thái lại kết nghĩa một gia đình Do Thái trong nước mà không được đi đó, muốn đi không đi. Họ bắt đầu họ tranh đấu cho từng gia đình một, không một gia đình nào bị bỏ sót hết. Và gia đình nó ra bên này được rồi, thoát được, lại quay trở lại kết nghĩa nữa, nó rộ lên thành phong trào không riêng ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới tự do. Cuối cùng Nga phải nhượng bộ, và cuối cùng phải làm sao để mà năn nỉ những người Do Thái không đi nữa thì không dám đàn áp nữa. Bắt đầu dễ dãi dần, bắt đầu đó là cái khởi điểm để có những cái sự rạn nứt trong toàn bộ cái hệ thống Liên Xô. Nó dẫn đến cái sự sụp đổ ở Nga rồi ở các quốc gia Đông Âu khác. Thành ra cuối cùng đối chiếu rằng hóa ra rằng cái này nó có lý của nó, bởi vì đã được áp dụng bởi những người Do Thái. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ. Thế thì muốn được hỏi riêng tiến sĩ câu hỏi này, vì chúng ta gần hết giờ rồi. Thế thì cái công việc của tiến sĩ thì tiến sĩ có kết hợp với rất nhiều các tổ chức đấu tranh tại hải ngoại hay không? Và nhất là có một người mà quan phải nói là hiểu rất nhiều về lịch sử Việt Nam và hiểu rất nhiều về vấn đề Việt Nam, đó là tiến sĩ Stephen Young. Thì cái câu chuyện của tiến sĩ Thắng nói thì chúng tôi nghe thấy nó cũng gần như một vài cái câu chuyện mà tiến sĩ Stephen Young nói về vấn đề ấp chiến lược Việt Nam. Thế thì vậy thì tiến sĩ cho biết rằng là mình có cần phải tạo ra những cái nhóm kết nghĩa tại đây để cùng làm với nhau một việc để mà đẩy cái tiến trình của mình đi hay không? Chắc chắn chứ, có nhiều tổ chức trước đây họ đã tranh đấu. Và thực sự ra giáo sư Nguyễn Ngọc Huy khi mà còn sống đó đã đặt cái vấn đề quốc tế vận lên hàng đầu và rất hiệu quả. Rất tiếc là qua đời rất nhanh, quá sớm. Thì con đường quốc tế vận để mà tạo được một cái vòng đai an toàn để bảo vệ cho đồng bào trong nước nữa, là cái đường đi rất đúng đắn, và chúng tôi đi theo con đường đó. Tương tự như vậy, và thực sự chúng tôi đang đi gặp rất nhiều và viết rất nhiều bài và lên những rất nhiều cái chương trình truyền thanh truyền hình này kia với hy vọng là bắn tiếng đến. Thực sự chúng tôi không thể nào đi gặp từng nhóm được, chỉ mong rằng hiểu nhau, thông cảm với nhau và hợp tác với nhau cùng thực hiện một số công thức chung. Và chắc chắn họ có những cái sáng kiến nó vượt hơn mà chúng tôi nghĩ được, và chúng ta lại học hỏi từ những cái quan hệ kết nghĩa của những cái nơi khác nữa, thì tất cả mọi người đều học hỏi lẫn nhau, thì cái đó là sẽ là đưa đất nước sớm tiến đến dân chủ hơn. Vâng, thưa tiến sĩ, thời giờ chúng ta có giới hạn, và phía Nam rất là cảm ơn tiến sĩ đã đến đây chia sẻ rất là nhiều vấn đề. Thế nhưng mà bây giờ nói lại cái công việc hiện nay và gần nhất, thì cái tổ chức của tiến sĩ đã đóng góp được gì cho cái vấn đề của những cộng đồng hải ngoại ở đây? Vâng. Thiết thực nhất. Vâng, BVS là cái tổ chức duy nhất mà toàn quốc mà có những cái chương trình đa dạng để mà giúp cho đồng bào ở từng địa phương một, có rất nhiều nhu cầu từ vấn đề bạo hành gia đình, trẻ em bị đánh đập ở trong nhà trường, đó, bị kỳ thị, rồi vấn đề pháp lý, cũng có những người qua bên này rồi cần bảo vệ tị nạn, rồi về vấn đề sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, rồi vấn đề khai thuế, rồi học về các cái hệ thống tài chính ở bên này, vân vân, rất nhiều chương trình khác nhau. Chúng tôi mở ra những chương trình đấy ở từng cái địa phương một. Xin cảm ơn tiến sĩ. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã hết giờ rồi. Phía Nam rất là cảm ơn tiến sĩ, và mong ước với qua câu chuyện của chúng tôi thì nếu quý vị có một cái gì thắc mắc với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, quý vị có thể trực tiếp liên lạc với ông và quan sát những cái chương trình mà ông nói chuyện ở quận Cam để mà tham gia, để mà đặt những câu hỏi và cùng hợp tác hoặc là cùng hỗ trợ cho cái công việc để chúng ta cùng nhau đem cái tinh thần nhân bản đến cho tất cả mọi người tại đây và tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Chương trình đã hết giờ. Xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Xin cảm ơn chị Phiên Đan, và xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán thính giả thân mến.